Rồi em chào anh em nghe anh em. Bữa nay có một lô hàng từ em đặt từ Hà Nội về. Một lô hàng này em đặt từ Hà Nội về nha anh em. Nói chung một kiện thôi chứ mình nói một lô thì nghe nó hơi quá đáng ha anh em. Một lô là phải một container rồi. Mình kêu một lô. Đó. Nói chung cái mặt hàng này anh em rất là yêu cầu em rất là nhiều nha. Mặt kính đồng hồ Rim Thái nha. Nói chung anh em yêu cầu em đặt về rất là nhiều. Thì ngày hôm nay em đã có hàng rồi nè anh em. Đó. Với một cái món nữa là cái giò đạp máy quay Thái 110, hàng chính hãng Honda Thái Lan. Anh em, giò đập máy quay Thái 110 hàng chính hãng Honda Thái Lan. Thật ra cái giò đập máy này không phải nó không có trên thị trường, mà nó có chứ không phải không có anh em, nó có hàng. Nhưng mà anh em biết tại sao em không lấy về bán từ trước tới giờ không? Do cái giá thành của nó cao là cái thứ nhất, cái thứ hai nó không có giá cạnh tranh, cho nên em không có lấy về bán. Khi nào em tìm được cái nguồn hàng có giá cạnh tranh, giá ổn định cho anh em mình thì em mới lấy về em bán cho anh em. Đó, em bán là em đã tính những cái đường lâu dài chứ không phải em bán ăn lãi món này xong rồi bỏ. Không có. Đó. Giò đạp máy quay Thái 110 hàng chính hãng Honda Thái Lan hôm nay có hàng rồi. Cần số Rim Thái. Đó, cần số Rim Thái. Cái giò đạp máy này Rim Thái với quay Thái xài chung luôn nha anh em. Rim Thái với quay Thái xài chung luôn. Cần số Rim Thái nè, em có đủ nè. Đây cần số quay Thái nè, em có đủ nè, cần số quay Thái mã KLV 900 Made in Thái Lan nè, có chữ C nè. Thấy không? Đó. Cần thắng này, cần thắng Rim Thái. Cần thắng Rim Thái, cần số Rim Thái, cần thắng quay Thái, cần số quay Thái có đủ. Bây giờ em có giò đạp nó là em đủ một bộ ba cho anh em chơi. Đây là cái cần thắng của Rim Thái nè anh em. Đó, mã GN5-730 Made in Thái Lan nè. Đó, đây là cần thắng của Rim Thái anh em ha. Cần thắng của Rim Thái hàng chính hãng Honda Thái Lan. 340.000 cây. Cần thắng của quay Thái hàng chính hãng Honda Thái Lan nằm trong này là 350. Cần số Rim Thái thì em bán giá là 320 luôn thun. Còn cần số quay Thái là 350 luôn thun Thái nha. Đó. Thì bữa nay em có về một mớ sản phẩm mới này em xin cập nhật với anh em. Những sản phẩm nào mới về em sẽ lên sóng trước luôn nha anh em. Đó. Thì như mặt đồng hồ của Rim Thái đây anh em. Mặt đồng hồ của Rim Thái hàng chính hãng Honda Thái Lan. Đây, full xé bịch cho anh em nha. Nằm trong cái bịch này nó còn một cái bịch chống sốc nữa nè anh em. Đó. Đây anh em. Mặt đồng hồ Rim Thái hàng chính hãng Honda Thái Lan. Nói chung là không đúng hàng một em đền 10 cho anh em thấy chữ H chìm không? Nè. Bên góc anh em thấy chữ H chìm không? Nè, thấy không? Đó. Không đúng hàng là một em đền 10 cho anh em. Bán hàng em tìm hiểu rất rõ, rất kỹ và chính xác mới dám bán ra cho anh em, chứ không phải em bán hàng khơi khơi đâu. Đó. Mặt đồng hồ của Rim Thái hàng chính hãng Honda Thái Lan nói chung nó dính cộng tóc. Lấy cộng tóc coi cái cho nó trong nó quay cho anh em coi cho nó kỹ. Nói chung là khi em nhận cái mặt đồng hồ này về thì em nói thiệt với anh em, nó trên cả tuyệt vời luôn, quá đẹp. Phải nói là thật sự rất đẹp anh em, rất đẹp. Thì mình không thể nào so sánh với hàng theo xe, bởi vì đây là hàng mới, hàng thay thế. Hàng thí dụ như anh em đi lâu năm, cái kính này nó răng nó nứt, những cái màu này nó hết đỏ hết đẹp, những cái này với những cái nhan luôn nè, bụi bặm lâu năm nó dơ, giấy nó ố, cái viền đen này hết đẹp rồi thì anh em có thể thay thế. Đây anh em, đúng hàng chính hãng, người ta làm rất là sắc sảo và bao dày dặn nha, mực niêm phong của nhà sản xuất vẫn còn luôn nè, thấy không? Đó, mặt đồng hồ Rim Thái hàng chính hãng Honda Thái Lan. Nói chung là anh em thay thế vô mặt đồng hồ Rim Thái là cực kỳ đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp và sắc nét luôn đó. Đây là hàng chính hãng Honda Thái Lan. Mặt đồng hồ này có hàng loại 2. Anh em mua hàng cẩn thận. Đó, em nói với anh em như vậy đó. Còn cái chuyện ai mua bán sao là chuyện của người ta, chén cơm của người ta em không có nói tới. Đó. Đây em bán cho anh em chính hãng Honda Thái Lan, em nói chính hãng. Còn nào loại 2 em nói loại 2. Mặt đồng hồ Rim Thái hàng chính hãng Honda Thái Lan 350.000 một cái. Anh em mến thì alo em nha. Đó. Còn đây là cái đồng hồ Rim Thái hàng đập hộp chính hãng Honda Thái Lan nè. Đây, đồng hồ của Rim Thái hàng tập hợp nè anh em. 37200 GN5-901. Đây, đúng hàng chính hãng Honda Thái Lan đây anh em. Thấy chữ H chìm không? Đó, thấy không? Ừ. Không đúng một đền 10 cho anh em. Đó, full tập hợp nha. Đây. Đồng hồ Rim Thái hàng tập hợp chính hãng Honda Thái Lan, giá mắc lắm nghe anh em, không rẻ nha. Mắc lắm nha. Kim rất đỏ và đẹp. Nói chung anh em mà dọn xe mới thì vô cái đồng hồ này thì hết bài, giá mắc lắm anh em, 1.850.000. Anh em nào mến thì alo em, 1.850.000 một cái. Đồng hồ Rim Thái hàng chính hãng Honda Thái Lan. Đúng hàng chính hãng nha, ốc ác vàng hoe ở trên, thấy không?
những con ốc này ở trong ở ngoài á, thì cái màu nó ngà ngà vàng, ở trong là cái màu xanh lục nha anh em. Đó, cái trình độ gam ốc của người ta vậy đó. Đắt mới nhất 2022. Chất lượng hoàn thiện rất cao. Đồng hồ rim Thái, hàng chính hãng Honda Thái Lan. Đây. Dắt là dắt trắng nha anh em. Đó. Hàng mới dắt trắng hết trơn à. Đồng hồ rim Thái, hàng chính hãng Honda Thái Lan nha anh em. Đó. Đồng hồ này giá là chưa đập hộp full mới, chưa từng sử dụng nha anh em. Mới 100% chưa từng sử dụng. 1.850.000, anh em nào mến alo em nha. Đó. Hàng hóa em bán có mã mộc rõ ràng, anh em khỏi suy nghĩ. Full đập hộp nha. Tiếp theo là giò đập máy quay Thái 110. Đúng cái mã KLV 900 này là giò quay Thái 110 nè. Nhưng mà thằng này có thể xài chung cho rim Thái được nha anh em. Đây. Giò đập máy quay Thái 110, hàng chính hãng Honda Thái Lan, 28300 KLV 900 Made in Thái Lan. Đó. Đúng hàng chính hãng Honda Thái Lan, không đúng một đền 10 cho anh em nha. Thấy chữ H chìm không? Đó. Giò đập máy quay Thái 110 nha anh em. Mắc lắm nha anh em. 400 mấy lần nó không rẻ đâu. Mực giáp mực chấm sơn của nhà sản xuất nè. Đó. Đây nữa nè, thấy không? Nhà sản xuất người ta chấm sơn nha. Si Thái thì anh em khỏi phải bàn, si Thái là bao anh em lên xe cực kỳ đẹp. Hàng mới thì nó phải đẹp long lanh nè. Đặc biệt ở đây vẫn có ký hiệu luôn nha anh em. Thấy không? T0 như nè. Đó, mặt lưng này vẫn có ký hiệu nha anh, L3 nha anh em. Đó. Hàng mới thì nó ký hiệu chữ xuôi nè, hàng theo xe nó ký hiệu chữ ngang luôn nha anh em nha. Ừ. Giờ đập máy quay Thái 110, hàng chính hãng Honda Thái Lan, full xé bịch. Cái giò đập máy này á, nói chung á, cái giá nó cao, cho nên là em không có thể nào em tặng anh em thun Thái được. Tại vì thun Thái nó 40-50 ngàn cục lận, nó mắc tiền lắm. Đó. Thì ở đây em có mua, em có đặt hãng Honda Việt Nam mình nè. Em có đặt hãng Honda Việt Nam mình, em thấy đồ đúng hãng Honda Việt Nam mình, nó có chữ Honda ở trên góc này nè. Chữ Honda chìm trên góc này anh em thấy không, mờ mờ nè. Đó. Thấy không? Đó. Thì em có đặt hãng Honda Việt Nam mình cái thun giò đập máy để tặng cho anh em. Chứ bây giờ anh em mua về mà không có cái thun lấy gì xài. Nói chung thì chất lượng thì em thấy cũng ok, cũng xài được. Nhưng mà so với thun Thái thì còn thua xa lắm. Nói thẳng với anh em thôi, so với thun Thái còn thua xa lắm. Chữ Kickstarter cũng ok luôn nha. Cũng mềm dẻo, cũng xài được đó. Nhưng mà cái này em thấy anh em gắn vô trang trí cho đẹp thôi, nó cũng rẻ tặng cho anh em. Đó. Thì một cây giò đập máy quay Thái 110, hàng chính hãng Honda Thái Lan, tặng cho anh em một cái thun giò đập máy của hết Honda Việt Nam mình, 420 ngàn. Phí anh em tự lo nha, không bao ship. Đó, ship có toàn quốc cho anh em, không bao ship nha anh em. Đó, thì sản phẩm ngày hôm nay em chỉ có về ba sản phẩm mới vậy thôi, cập nhật với anh em chơi. Anh em nào mến thì ủng hộ nha. Chào anh em nha anh em. Cần thắng, cần số quay Thái, cần thắng, cần số rim Thái, hàng em luôn luôn đủ. Đó, để phục vụ cho anh em. Anh em nào mến cứ alo. Chào anh em nha.